ở bên nước Tây Tạng đó, là cái ông thầy của ổng là đắc đạo rồi, ngộ đạo được rồi, ổng mới biết nước Việt Nam chúng ta hồi lúc Đức Thầy còn nói là nước Việt Nam có Phật ra đời. À, mà cái ông Phật này ông ra đời rồi đó. Bây giờ ai mà muốn đi tìm Phật thì qua bên nước Việt Nam là tìm. Kính thưa quý vị, lúc bây giờ thì cái ông bên nước Tây Tạng ông qua để đi tìm Phật. Lúc đó thì ông Hương Bổ ở Sài Gòn với Đức Thầy. Chặn dạng Đức Thầy mới nói thôi, ông Hương Bổ mặc áo vô, tôi với ông cùng đi đằng này chút. Là ông Hương Bổ nói trạng ở tối rồi đi vậy thầy. Không, tôi kêu ông đi là ông phải đi, ông mặc áo vô rồi đi, lộ bộ là đằng kia cũng không xa. Thì tới cái chùa, trong đó thì có cái ông Từ, là hai nữa, ông ở nước Tây Tạng qua rồi. Rồi Đức Thầy biết được chuyện này là tới cửa rồi, thì Đức Thầy mới lấy cái khăn bu sa mà chàng thường cổ rồi, rồi tiếp tục ngày vô. Vô đó thì là giữa cái ông Từ và Đức Thầy ở ngôi nhà ngang nhau. Còn cái ông là Hương Bộ Thạnh với cái ông là ở nước Tây Tạng là ngồi gần với nhau, hai người đang nói chuyện. Mình muốn nói ngay trân cái chỗ ông Hương Bộ Thạnh và cái ông nước Tây Tạng. Và ông Hương Bộ Thạnh ông hỏi vậy chứ, sư huynh vậy chứ ở đâu mà đến đây vậy? Ông mới giới thiệu tôi là ở nước Tây Tạng qua. Ủa vậy thì ông ở nước Tây Tạng là ở gần Ấn Độ, vậy là cũng xa rồi, vậy ông qua đây có chuyện chi không? Nó tôi qua đây là vì ông thầy tôi á, ông cho biết rằng là ở nước Việt Nam hiện giờ có Phật ra đời. Nam mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Phật, lễ kính Đức Thầy. Hôm nay nhân duyên là đi chùa gặp được chú Ba, em cháu cũng có thắc mắc về câu giảng của Đức Thầy, hỏi đến chú Ba. Và chú Ba thì Đức Thầy có nói là tu thân thiện tín, ráng chuyên cần, lục tự Di Đà, giữ tứ ân, là ngụ ý là Đức Thầy nói đồng nhân như thế nào. Mong chú Ba giải cho em cháu nghe để học hỏi tu, và cô bác cùng nghe Nam mô A Di Đà Phật. À, kính thưa toàn thể cô bác và anh chị em đồng đạo, bởi vì hôm nay á, mình cũng được đi chùa được. Cho nên vì vậy mà đồng đạo chúng ta cũng đặt hai câu giảng của Đức Thầy để hỏi, vì đồng đạo chúng ta nắm chưa rành và muốn cho mình biết và nhiều người biết để đồng tu đồng tiến. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, căn cứ theo Phật pháp thì thứ nhất Đạo Thánh nói rằng biết mà không nói là đại bất nhân, còn nói mà không hết lời là đại bất nghĩa. Còn Đức Thầy á, thì Ngài cho biết rằng là coi ai có chứa bầu nhiệt huyết dùng đạo màu cứu vớt sanh linh, nếu để chờ sấm nổ gian thinh e ba tánh ăn năn đã muộn. Và câu thứ hai, Đức Thầy cũng kêu gọi bà ký giỏi nói rằng là Đức Thầy đã căn dặn bà ký giỏi rày đã tu thân lánh bụi hồng, dạ đừng suy nghĩ chuyện mênh mông, để tâm yên tịnh tầm chân lý, phổ cứu nhân sanh khắp đại đồng. Vì tôi đã nương vào lời của Đức Thầy chỉ dạy qua hai đoạn văn, cho nên tôi cũng hy sinh vì Phật pháp và để trình bày cho đồng đạo chúng ta từ xa chứ gần, để nghe chúng ta tu đúng theo giáo lý của Đức Thầy, để sau này chúng ta đồng được giải thoát hay đắc đạo là điều quan trọng chính yếu của người tu. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, vậy thì tất cả đồng đạo chúng ta ai cũng biết rồi, cái thời kỳ hạ quân mạt pháp này, Đức Thầy thường than thở trong Nguyện Năm đó, Ngài nói rằng là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn, vui cảnh thanh minh, sen báo nạc mùi, nào ai rõ ca du triệt đáo. Cho nên nói đến vấn đề trong một đoạn văn mà trong Nguyện Năm là Đức Thầy đã diễn tả, thì mình biết rằng là Đức Thầy nói là bay hồn khiếp vía kể từ đây, nhắn gửi cho ai dỗ trách thầy, mùa hạ năm dế chưa nửa nửa tuần quờn mái tạo cũng lần xây. Vậy thì cái tuần quờn của vấn đề của quả đất này
nó sẽ xây dần hoài từ 1 giờ cho tới 12 giờ. Từ 10, 12 giờ trở lại 1 giờ. Cái ý thứ hai, có nghĩa là hết thượng quân rồi tới trung quân, hạ quân, và hết cái hạ quân mà pháp rồi bắt đầu trở về thượng quân. Cho nên trước khi mà muốn lập đời thượng quân thánh đức đời tăng đó, thì cũng phải trải qua những cái sự hãi hùng khủng khiếp về vấn đề. Như chúng ta cũng vẫn biết là tôi nói đại ý, nghĩa là nó có hiện tượng ra nào là chiến tranh giặc giả bão bùng, những cái sự đau khổ nào là hồi xưa thì bệnh dịch tả đời, bây giờ gọi là bệnh virus, nghĩa là làm cho con người ta chết bất thần, là khổ bất thần, là bị nhiễm bất thần rồi chết bất thần. Cho nên nó chính vì những cái sự khổ đau này, chúng ta hãy cố gắng là ráng lo tu. Tu để rồi chúng ta hết cái khổ này, chúng ta qua những cái tai nạn này, là vì cái thời kỳ hạ quân mạt pháp là ở trong ta bà này quá khổ. Do đó mà hôm nay nhân dịp này thì có đồng đạo chúng ta đi chùa rất đông, và cũng có hỏi qua hai câu giảng của tổ thầy. Tu thân thiện tính ráng chuyên cần, lục tự Di Đà giữ tư ăn. Qua hai câu giảng này nằm ở trong bài Nhẫn Đợi Thời Cơ. Mà cái bài này Đức Thầy viết là 4 câu một bài, mà tổng cộng là bài Nhẫn Đợi Thời Cơ này nó là 10 bài đó. 10 bài này là kết đựng lại là 40 câu. Và trong cái lời của Đức Thầy dạy ra là Ngài đã là viết vào cái là ở Sài Gòn vào năm 1943 Quý Mùi. Cho nên Ngài kêu gọi chúng ta cần phải lo tu giữa về vấn đề thân và tâm, là quan trọng, là chính yếu đối với người quy y với Tam Bảo, với cái người tín đồ Phật giáo Hảo. Chúng ta cần phải cố gắng tìm hiểu giáo lý của Đức Phật và Đức Thầy để chúng ta đi đúng đường lối, để sau này chúng ta không bị lầm đường lạc nẻo, là cũng nhờ chúng ta học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu để biết được giáo lý của Đức Phật và Đức Thầy để chúng ta đi cho đúng. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, đây là lối văn của Đức Thầy, gọi là lối văn gì, là trong bài này gọi là lối văn thất ngôn tứ cú liên hoạt thi. Thôi bây giờ tôi cùng quý vị tranh thủ thời gian đi sâu vào hai câu giảng này. Hai câu giảng này trích ở trong cái bài gọi là nhẫn đợi thời cơ. Vậy thì tu thân thiện tính ráng chuyên cần, lục tự Di Đà giữ tư ăn. Nội dung của hai câu giảng này là Đức Thầy dạy tín đồ mình phải tu sửa cho tròn vẹn về cái thân. Thứ hai là phải quay trở về tâm. Vậy thì là Ngài muốn nhắc đến vấn đề cái người tu quan trọng nhất mà tôi cùng quý vị phải đặc biệt là phải chú trọng về vấn đề thân và tâm là điểm chính yếu của người tu. Chúng ta cần phải năng nổ, phải tìm hiểu nghĩa lý sâu sắc của vấn đề hai câu giảng này. Đức Thầy đã dạy chúng ta phải tu sửa thân và tâm là quan trọng. Bây giờ tôi cùng quý vị sẽ đi sâu vào câu thứ nhất. Tu thân thiện tính ráng chuyên cần. Vậy thì tu thân là gì? Hầu hết tất cả ai cũng biết rồi, chữ tu là sửa. Nhưng mà sửa ở đây gọi là sửa thân. Mà cái thân của chúng ta là như thế nào, khổ như thế nào, là tạo những điều ác như thế nào, tạo những điều tà như thế nào, mê nhiễm như thế nào, nào nó bị luân hồi sanh tử. Cái chỗ này là chúng ta cần phải đào sâu, chúng ta cần phải tìm hiểu. Để chi? Để rồi chúng ta phải xấy vào cái chỗ tu thân này, chúng ta tu cho đúng. Nếu chúng ta không nắm rõ cái vấn đề lời Thầy chỉ dạy, Ngài nói phớt qua là tu thân thiện tính ráng chuyên cần, mà không biết tu thân là tu cái gì, mà thân này mình tu sửa cái gì, mà nếu không có đào sâu, không có học hỏi, không có nghiên cứu, thì dường như chúng ta
tu không đúng chánh pháp. Vì vậy mà sở dĩ chúng ta muốn tu vào đúng chánh pháp thì tôi cùng quý vị tham khảo, nghiên cứu, tìm hiểu cho đúng chân lý để mình tu cho nó đạt. Bị ngâm nga hiểu nghĩa mới đáng kim ngà. Quyền bí nhiều lời chỉ thiệt xa, bổn tọa bổn đạo ráng tầm cho cặn kẽ, lòng hiền Phật độ khỏi tinh ma, hay là tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, vậy thì cái vấn đề tu thân này là tu sửa cái thân. Mà nói đến cái thân thì tôi cũng phải nói lên cái chỗ này. Bởi vì tất cả chúng sinh mà có cái sắc thân này thì hiện tại đã bị khổ, mà còn cái thứ hai là lại là còn tạo nhiều cái khổ cho kiếp tới, bị luân hồi trăm tuổi. Cho nên Đức Thầy hôm nay cân nhắc chúng ta, nghĩa là chúng ta vừa phải trả quả cái thân này mà vừa phải tu sửa cái thân này. Nếu không trả quả thân này, không tu sửa cái thân này thì kiếp tới nhất định là phải bị luân hồi sanh tử. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, vậy thì Đức Thầy đã dạy là ai ai hãy ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì sinh ra ngoài, hay là chữ tu chất khá trễ chày, phải trao phải sửa nghe thầy giải khuyên, hay là coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng đổ xong Phật khó dắt chịu. Xin thưa toàn thể của cô bác anh chị em, tôi muốn nhắc phớt qua cái thân cho quý vị thấy. Trong kinh gọi là hữu thân hữu khổ, vô thân chi khổ lao. Nghĩa là con người vì có xác thân mới khổ. Nếu chúng ta không có xác thân thì chúng ta không có khổ. Hay là ngô hữu đại hoạn dị ngô hữu thân, nhược ngô vô thân hà hoạn chi hữu. Nghĩa là sở dĩ con người đã gặp cái hoạn nạn, cái khổ sở lớn trong ta bà này cũng tại vì do nơi có xác thân. Nếu chúng ta không có xác thân làm gì chúng ta phải khổ. Do vậy mà hôm nay chúng ta đã biết được cái khổ cái thân này đã bị trả quả rồi, rồi chúng ta phải làm sao để mà tháo gỡ, để tu hành đặng sau này không còn bị trả quả nữa, và không bị xiềm xích nữa, không bị trói buộc nữa, không bị luân hồi sanh tử nữa. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, vậy thì bây giờ mình tu thân thiện tính là gì? Danh từ thiện tính tiếp theo. Thiện tính tức là thiện nam tín nữ, là những người tín đồ Phật giáo hảo đã có quy y với Tam Bảo, quy y với đạo Phật giáo hảo, thì Đức Thầy mới dùng cái danh từ gọi là thiện nam và tín nữ. Bởi cho nên chính vì vậy mà là Đức Thầy đã dạy chúng ta đó, những người mà thiện nam tín nữ đó cần phải thực hiện đúng theo giáo lý của Đức Thầy. Tu thân thiện tính phải chuyên cần. Chữ phải tức là cái danh từ nhấn mạnh, nghĩa là phải làm, phải thực hành, phải tu đúng theo lời của Thầy chỉ dạy, là chữ phải này nó quan trọng lắm. Ráng thì coi như là không đến nỗi, ráng là mình tiếp thêm, nhưng mà phải làm, phải tu, phải giữ cái thân này, đừng cho nó phạm tội, để rồi chúng ta kiếp sau không bị luân hồi sanh tử, gọi là phải. Vậy thì phải gì? Phải chuyên cần. Chuyên là gì? Chuyên tức là cái chuyên môn, mà chuyên môn là cần, là phải cần thực hành cái chuyên môn. Mà chuyên môn đó là chuyên môn cái gì? Là thí dụ nói về sự, người ta chuyên môn làm rẫy, người ta chuyên môn là làm ruộng, người ta chuyên môn làm nghề thợ đó. Rồi bây giờ hôm nay nói về lý, nghĩa là chúng ta là chuyên cần, tức là phải cần mẫn siêng năng chuyên môn tu sửa cái thân. Và cái thứ hai, mà câu thứ hai Đức Thầy nói là chuyên môn tu sửa cái thân, rồi tiếp tục phải là chuyên môn hành pháp môn tịnh độ. Hai cái này chúng ta cần phải chuyên đó. Bây giờ Đức Thầy nói muốn tu hành thì phải cần chuyên tưởng nhớ Phật, cho nên sai buổi. Đây là Đức Thầy muốn nhắc đến vấn đề người tín đồ Phật giáo hảo, chúng ta phải chuyên. Chuyên cái gì? Là sáng chiều cúng lại, đó gọi là chuyên, phải không?
ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Đây cũng là chuyên, phải không? Nãy giờ chúng ta biết rằng là chuyên tu sửa cái thân, rồi chuyên phải niệm Phật, rồi thứ gì nữa là cần nhất là ở chỗ giữ giới luật hàng ngày đó. Rồi bây giờ cần nhất là cái chỗ giữ giới luật hàng ngày là sao? Mà chúng ta cần phải là cần chuyên mà giữ giới luật, cần chuyên là phải niệm Phật, cần chuyên là phải giữ tứ ân quan trọng thứ hai. Người niệm Phật muốn đạt kết quả là phải cần chuyên mới được, chứ không cần chuyên chúng ta giải đãi, chúng ta chần chờ việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho có khó tránh. Vậy thì việc tu bá tánh bắn lùi như tôm, như vậy là mình hẳn hờ, mình tu mà bắn lùi, tu mà không tiến tới, tu mà không mau mau, tu mà không kiếp kiếp, tu không nhanh lẹ, thì tất nhiên nó bị bắn lùi hay là hẳn hờ, thì trên bước đường tu không thành công. Bây giờ, thí dụ như cái chuyên môn làm ruộng, nhưng mà không chuyên môn làm ruộng, làm cho lấy có, rồi làm biến, giải đãi chần chờ, bỏ lúng thí nó, thì làm ruộng không thành công, trả lời người tu. Nếu là chúng ta tu mà không có là chuyên cần, không có học hỏi, không có tìm hiểu, không biết giới luật, không biết pháp môn, rồi không cần chuyên để mà giữ giới luật, thì chúng ta không bao giờ thành tựu được. Cho nên qua hai câu giảng này, Đức Thầy nhấn mạnh là phải cần chuyên. Bây giờ cái cần chuyên này, nãy giờ tôi nói qua nó nhiều cách rồi, nhưng mà gom lại coi mấy cái cần chuyên. Mấy cái cần chuyên. Một là cần nhất là ở chỗ dưới giữ giới luật hàng ngày là một. Hai là ráng cần chuyên niệm Phật làm lành. Là thứ hai là niệm Phật. Thứ ba là làm lành, tức là mình không cho phạm 10 điều ác. Đó. Rồi kế nữa đó là Đức Thầy căn dặn chúng ta phải giữ tứ ân. Vậy thì bây giờ chúng ta gạn kỹ lại, tức là một là phải giữ giới luật, hai là phải là tránh 10 điều ác, ba là chúng ta cần phải giữ tứ ân, bốn là mình đừng có gây ra lục căn, đừng nhiễm lục trần. Mình phải tìm hết như vậy. Đặng chi là bởi vì chúng ta tìm mà chúng ta hỏng hết á, nghĩa lý Đức Thầy dạy, thì tất nhiên chúng ta tu nó không đạt. Tại sao? Là bị vì sao? Là vì thí dụ như cái người dốt á, nói đâu biết đó. Còn cái người mà có trí thức á, cái người có đạo đức á, thì Đức Thầy nói là người hiền đức mới là người trí. Mà cái người trí đó là dạy 1 hiểu 2 3. Còn cái người dốt á, thì dạy 1 hiểu 1. À giờ thí dụ là thí dụ như cái người dốt á, một ông cha ông căn dặn, nó bây giờ là cha mẹ đã là xả giống xuống rồi, lo đất đầy đủ rồi, thì các con nghĩa là giữ 18 con ruộng này để cho các con khi mà cha trở về thì miễn là làm cho nó đạt đó là cha mừng lắm. À, căn dặn con làm và giữ gìn cẩn thận, nhưng mà con nó dạy một hiểu một, bảo rằng bây giờ con hãy giữ gìn. Ông ở nhà tôi, ổng là giữ, lo giữ không à. Bảo ổng không có coi chuột bỏ, không có coi sâu rầy, ổng coi không coi nước đâu nó thiếu hay là nó đủ. Rồi ổng cứ ông đi xanh quanh ông coi không à. Ổng coi riết rồi là sâu rầy nó ăn tiêu tàn hết trơn, rồi chuột bỏ rồi nước nó khô hạn rồi nó chết, đó là lúa cây hết, thành thử ra cái miếng ruộng này nó hư hỏng. Vậy thì nói về lý, Đức Thầy chúng ta ngày khi mà ra đi, ngày căn dặn lại là tín đồ cần phải giữ 15 con ruộng phước này. Đó là gì? Một là 10 điều ác, hai là 8, tức là 18 công, đó là 8 là tượng trưng cho là bát chánh đạo. Giữ 10 điều ác bát chánh đạo là tất nhiên khi mà thầy trở về rồi thì người con, người tín đồ mới có giá trị. Nhưng mà ở nhà thì có một số người tín đồ mình vô tình quá, giải đãi quá, chần chờ quá, hẳn hờ quá, rồi không có kiểm tra lại 18 cái công ruộng phước này,
mà không giữ 10 điều ác, không giữ bát chánh đạo là 18 công ruộng này, thì cái người này bị thất trắng, là về, mà đã thất trắng rồi, mà cứ tối ngày trong thầy về, mà về đặng chi, về quánh ba rồi, bị gì là không nghe lời, là không giữ gìn 10 điều ác, không giữ gìn bát chánh đạo, thì về phong quánh ba rồi, là tượng trưng thôi, chứ thật ra coi như bị sa đỏ đó chưa đồng đạo, bị sa đỏ. Cho nên vì vậy mà ở đây tôi muốn nói là người có trí, người có trình độ là Đức Thầy dạy một mình phải hiểu 2, 3, 5, 7 gì mới được. Chứ mà dạy đâu hiểu đó rồi, nói đâu hiểu đó thì tất nhiên mình đâu có cái kiến thức rộng mở được. Người hiền đức mới là người trí, dạy một là phải hiểu nhiều, như vậy mới là người trí thức. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, vậy thì hôm nay tôi cùng quý vị sẽ trao đổi đà nét qua về vấn đề là hồi nãy tôi giới thiệu đó, một là phải giữ giới, hai là chúng ta phải giữ đừng cho phạm 10 điều ác, cái thứ ba là chúng ta cần phải là giữ tứ ăn, cái thứ tư là chúng ta cần phải là giữ lục căn đừng nhiễm lục trần. Đây là trong thân chúng ta nó đang tạo dãy đầy những cái tội lỗi, những cái ác đức là bị luân hồi xâm tử kiếp tới đây. Nếu người không nghe lời, người không thực hành thì sẽ bị sa đọa kiếp tới. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, bây giờ tôi cùng quý vị là nghiền xương qua để coi giờ tôi quý vị coi có làm được chuyện gì chưa, rồi chuyện gì chưa làm được thì chúng ta tiếp tục bổ túc thêm để mà tu sửa cho nó thành công. Bây giờ giới luật, giới luật thì Đức Thầy dạy 8 điều răn cấm, phải không? À, con số 8 này tượng trưng cho bát chánh đạo cũng được, mà tượng trưng cho 8 điều răn cấm cũng được. Còn về vấn đề là số 10 là tượng trưng cho 10 điều ác. Thôi bây giờ trao đổi đã nét qua với vấn đề là giới luật đi. Mà giới luật đầu tiên mà chúng ta giữ được thì tất cả các giới luật khác đều chúng ta giữ được. Còn ngược lại, giới đầu tiên mà không giữ được thì tất cả đều giữ không được. Đó. Vậy thì tôi nói một cái khía cạnh nhỏ thôi. Như vậy thì điều thứ nhất Đức Thầy dạy nói về điều 8 điều răn cấm. Điều thứ nhất là chẳng nên uống rượu cờ bạc áo phiện chơi bời theo đàn điếm. Tôi giải trình 4 điều này thôi, chứ giải hết thì mấy tiếng đồng hồ chưa rồi. Giải đại nét thôi. Vì đối với người tín đồ Phật giáo hỏi chúng ta cần phải là giữ 4 điều này quan trọng. Bởi vì nếu người không giữ 4 điều này tức là người ở trong tù. Là tại sao? Là vì á, là theo như sách Nho đó thường dạy đó, là chữ tù sao? Chữ tù là ở ở đây gọi là chữ khẩu, chính giữa là chữ nhân. Mà cái người ở trong cái là cái chữ khẩu này nó trở thành gọi là chữ tù, là tử sắc tài khí, hay là đó là nói sách thánh. Còn nói về Đức Thầy thì uống rượu cờ bạc áo phiện chơi bời theo đàn điếm, đó là cũng là tứ đổ tường. Tứ đổ tường đừng có nhiễm vào, người tránh xa mới gọi trí cao. Xa bốn dách mang điều nhơ nhuốc, người nào phạm bốn này là bị nhơ nhuốc, là không tốt, là đem lại cái tôn giáo mình nó bị là cái người làm là không tốt, rồi nó ảnh hưởng với tôn giáo đạo Phật giáo hảo, là người đạo mà không giữ gìn, phải không? Bây giờ thay vì nếu mà người tín đồ Phật giáo hảo chúng ta cần phải biết cái uống rượu nó tai hại như thế nào. Đó. Rồi chúng ta thứ hai là chúng ta phải biết là cờ bạc như thế nào. Là cờ bạc, chứ cờ là đánh, cờ bạc là đánh bài. Cái người mà đánh bài và đánh cờ là cái người này coi chừng là đa số tín đồ mình đã bị nhầm lẫn ở chỗ này. Thì tôi đề nghị đồng đạo chúng ta, một là không uống rượu, hai không quýnh cờ, quýnh bài. Như vậy mà mới đi đúng trong cái bốn điều này quan trọng mà tín đồ mình đa số coi chừng bị là phạm tội đánh cờ rất nhiều. Người đàn ông thì phạm đánh cờ, còn người đàn bà thì phạm đánh bài. Tại sao? Bài tiếng sắt. Bài tiếng sắt là đàn bà thường chơi, còn chơi cờ thì đàn ông hay thường chơi. Như vậy thì hai cái nào cũng đã bị lệch hết. Bây giờ thay vì uống rượu cờ bạc là tới áo phiện là gì? Áo phiện nó cũng là một cái loại nghiện hỏng thua về uống rượu. Cho nên cái áo phiện này đối với người tín đồ Phật giáo hảo, mà nhất là con em chúng ta, là con em của tín đồ Phật giáo hảo, coi chừng con mình nó bị người ta rù quến đó, là uống đó, mà hút cái cả áo phiện đó, hút chừng vài điếu là tập thôi là bắt đầu nó ghiền luôn, nó ghiền nó nghiện rồi hết,
là gỡ không có ra đâu. Rồi nó sanh ra bệnh hoạn tiều tụy, rồi bắt đầu á là ăn cắp tiền ở trong nhà uống, rồi viết, rồi tới ra ngoài đường ăn cắp, rồi giết người để ăn cắp đặng mà hút thuốc phiện. Cho nên tôi nói phớt vậy thôi. Chơi bời theo đàn điếm, thì cái chơi bời theo đàn điếm này là cái người này thuộc gì? Cái người này gọi là phạm vào cái sắc đẹp và cái dâm dục. Mà Đức Thầy nói rằng là ác tà dâm mà thứ năm càng tệ. Hoặc là muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, ngàn việc dữ thì tà dâm đứng trước. Cho nên cái người mà phạm vào tà dâm, tức là phạm vào cái giới thứ tư này, là cái này nó làm cho lem ố cái tôn giáo, nó làm cho con người bị đảo lộn luân thường. Do đó mà ở đây tôi nói đại cương nói phớt thôi. Rồi chúng ta là mỗi người đều tự hiểu rồi tự tu sửa. Vậy thì bây giờ điều thứ nhất, rồi nó có là luân lý tam can ngũ thường. Thì là ở đây tôi giải đại cương, giới thiệu cái đại cương là giới luật cho đồng đạo chúng ta thôi. Thì tự mỗi người đều coi theo 8 điều răn cấm mà hành thêm. Hoặc là nghe những người mà thuyết qua cái đề tài 8 điều răn cấm mà chúng ta nghe nhiều hơn. Nhưng mà ở đây tôi giới thiệu đại cương mà thôi. Một là chúng ta phải trao đổi, nói đại nét gà lại coi chúng ta có phạm về vấn đề là 8 điều răn cấm hay không. Cái thứ hai là chúng ta rà lại coi mình có phạm là 10 điều ác hay không. Cái người mà là phạm tứ độ tường, niệm Phật không giảng sanh nghe chư đồng đạo, nghe kỹ nghe. Ở đây mà nói tôi niệm Phật cho nhiều mà còn uống rượu cờ bạc ác phiện chơi bời theo đàn điếm là không giảng sanh, không giải thoát. Thứ hai là người mà còn phạm 10 điều ác là người này cũng không giảng sanh nữa. Tại sao? Vì cái miệng mình đã niệm Phật, cái tâm mình niệm Phật, nhưng mà lưỡng thiệt ý ngôn ác khẩu vọng ngữ. Mà nếu phạm vào lưỡng thiệt ý ngôn ác khẩu vọng ngữ, tức là nó đã là 4 cái ác rồi. Rồi thứ đến là cái thân này sắc sanh đạo tặc tà dâm. Mà nếu cái người mà phạm 4 điều này nữa thì tất nhiên là nó là 4 với 3 là 7 rồi. Rồi tham lam sân nộ mê si, nói về ý là ở trên đời ai cũng lòng tham. Như vậy thì cái ý mà cái lòng tham của chúng sinh bây giờ nó dẫy đầy. Bây giờ đấy người tu rồi thì chúng ta nhất định là chúng ta không còn tham gì thế gian nữa. Không có tham danh, không có tham lợi, không có tham sắc, không có tham tài, là không có tham gì ở thế gian nữa. Như vậy mới gọi là cái người tu. Còn người tu mà mang danh người tu mà mình còn kinh danh kinh tế mà bỏ kinh pháp rồi thì chúng ta không bao giờ đạt được đâu. Rồi chúng ta niệm Phật cũng không thành công đâu. Mà niệm Phật, những người này là niệm Phật mà gây lấy thượng duyên chứ không có giảng sanh được. Rồi bây giờ tham lam rồi còn sân hận sao? Nếu cái người mà còn sân hận đó thì bị sa đọa chắc ăn đi. Tại sao quý vị còn biết được cái bà Thanh Đề? Cái bà Thanh Đề này á là vì bà đó là người, cũng là cái người tu, cũng người tu như mình ở đồng đạo, là cũng là thật tâm tu dữ lắm. Cho nên bà dám mà đem là lột mà gạo và nếp đó, mà lột ra để là được một chung gạo nếp, nó cực nhọc lắm. Nhưng mà đem bố thí rồi á là các vị tăng á là không có màng tới, thấy cái chuyện quá nhỏ, cho nên là đem ra lại đứng ở trước cửa cả buổi trời mà không ai quan tâm tới, là vì cái số lượng mà bố thí nó quá nhỏ nhặt, mà ta cứ là lo cái vấn đề là cái chuyện lớn không. Do đó mà bà vì cái tánh phiền não đó là không ai tiếp xúc hết, cho nên bà mới giận quá là phiền não sanh lên, rồi bà đổ một cái chung gạo ở dưới đất, rồi chà đạp ở dưới đất cái nữa là hai, rồi ba nữa là làm bánh bao cho là các sư ăn đằng sa đọ cho. Như vậy thì ba cái tổ này từ cái chỗ sân hận mà bà bị sa đọ vào cái ngục vô gián. Rồi cái sân hận này cũng như ông Quốc Đầu Lâm Phất á, ban đầu thì ông là bị nhiễm là cái sắc dục của người cái bà Di Đề Hy và bị mất thần thông rồi, ba là ông đi thuyết pháp rồi ông về không được nên ông phải lộ bộ về tới núi, rồi thì ông mới ngồi để mà thiền định nhập tâm lợi đặng mà lấy cái thần thông. Nhưng mà cuối cùng thì là tất cả những cái con chim con cò đồ kia, những cái con vật mà nó bay đó, nó khóa ông là coi như là nó kêu chúc chích rồi nó bu lại, nó làm cho ông điên đầu, nó không có thanh tịnh gì vậy mà ông lấy thần thông không được.
tức quá tức là cũng chưa đến đổi, bắt đầu ông mới còn thần thông chút đỉnh, ông mới quá cái thần đi xuống dưới ở dưới biển. Rồi xuống dưới biển thì ba con cá toàn ơi nó quấy rầy, nó chạy, nó lội, nó la ó sùm. Do vậy mà ông cũng không đỉnh tâm được. Rồi bắt đầu lúc này cái phiền não nó dấy lên hả quý vị. Nhiều trận mà thử thách à, mà thử thách rồi mà mình nhắn không được thì ông giận quá, ông nói kiếp sau đó ông đó là đầu thai con phi ly là con chồn bay đó, phi là bay, ly là chồn, phi ly là con chồn bay, là lên trên bờ thì ăn chim cò, còn nếu xuống dưới nước thì tất nhiên là ăn những loài cá. Mà cái con phi ly này nó xuống nước được mà nó lên bờ được, do vậy mà ông thề giận một cái lúc nóng giận rồi mà Đức Phật cho biết là ông phải sa đọa 500 kiếp đó chưa đồng đạo, cũng vì cái tánh sân hận. Còn cái bà mà thanh đề đó cũng vì tánh nóng giận là phải là sa vào cái ngục vô gián. Vậy thì hôm nay tín đồ Phật giáo hảo chúng ta hãy cố gắng mà dằn lòng, nếu mà có sân hận giận hờn là chúng ta hãy cố gắng mà nhẫn nại đi, rồi chúng ta bỏ qua đi, rồi chúng ta bình tâm để rồi mình suy xét lại, rồi mình diệt trừ cái tánh sân hận của mình thì nó mới đi đến chỗ thành công đắc quả là giải thoát được. Bởi vì con người từ cái chỗ tham rồi nó sanh ra cái sân, nó sân rồi là mới mê si là vô minh. Vì hai cái chỗ tham và sân nó sanh ra cái mê si vô minh. Vậy thì cái tham mà quý vị biết ha, thì về vấn đề ở con người á, nó tham nhiều cái mẫu chuyện tham lắm, mà ở đây tôi làm sao nói hết được. Tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Tôi muốn nhắc lại cái tham sắc một chút xíu. Tham sắc là ai? Nam cũng tham sắc, mà nữ cũng tham sắc, phải nói cho nó đồng. Chứ đừng có nói nam mà tham sắc mà nữ không tham, tham hết. Bây giờ hồi xưa ai tham nè? Hồi xưa là Ma Đăng Già là người nữ, mà thấy A Nan đẹp quá tham, tham ái dục, tham sắc đẹp của A Nan, thấy không? Đó là người nữ mà tham nhiễm sắc đẹp của người nam, sinh ra cái ái dục. Rồi bây giờ người nam là tham ai? Đó là A Nan Đà, là tham nhiễm cái sắc đẹp của là của vợ, mà sau cùng rồi phải là tham cái sắc đẹp của các vị tiên ở trên trời mà Đức Phật thị hiện cho ông, để mà dời bớt đi cái tánh tham của phàm phu, trở về cái tham của ở trên cõi trời. Nhưng mà sau khi về đó rồi cũng không xong thì Đức Phật mới thị hiện qua cái địa ngục, cho nên ông bắt đầu buông bỏ hết. Vì vậy mà ông thấy là sau này ông tu mới thành công đắc quả. Vậy thì bây giờ hôm nay nói qua về vấn đề là 10 điều ác mà đối với người tín đồ Phật giáo hảo chúng ta nói niệm Phật nhiều, niệm Phật ngày 1-2 ngàn tiếng, niệm Phật là đi là chùa Hoằng Pháp, đi là chùa ở là trên đó là ở trên đó là ông Tư Bồ Đề, rồi niệm Phật ở các ban trị sự, không? Niệm cho nhiều nhưng mà tham sân si còn thì không bao giờ giải thoát được, nhất định khẳng định luôn, nghĩa là chúng ta cần phải biết kỹ lại 10 điều ác đừng cho phạm thì chúng ta niệm Phật mới thành công. Vì sao? Vì Đức Thầy cho biết rằng là ác trừ xong mới hiện ra thiện nghiệp. Lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho. Lóng nguồn chân là gì? Cái nguồn chân thâm thanh tịnh của mình lắng rồi, nó không còn tham sân si thì lắng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho. Còn không có lắng tham sân si nó còn hoài thì tất nhiên không có lắng nguồn chân thì Phật không có tiếp dẫn. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo. Thứ hai, Đức Thầy dạy chúng ta, có nghĩa là đối với người tín đồ Phật giáo hảo đã nói rằng là niệm Phật rồi, nhưng mà niệm Phật muốn cho đạt được mục đích là phải làm sao? Là Đức Thầy nói tu thập thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Tu thập thiện dứt được thập ác nên gọi là tịnh tam nghiệp. Cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi Tây Phương quyết đáo chung vui Phật đài. Mà ở đây tôi giới thiệu đại cương để cho chúng ta biết rằng là hành pháp môn tịnh độ sắp tới câu thứ hai tôi sẽ trình bày. Và ở đây nếu người mà muốn niệm Phật cái câu thứ hai mà cái vấn đề là 10 điều ác còn phạm thì dầu cho niệm Phật muôn vạn muôn ngàn tiếng Phật cũng không bao giờ giáng sanh được, không bao giờ giải thoát được. Giải thoát được tại sao? Là vì còn phạm 10 ác. Đã còn ác là không về Tây Phương được, mà thiện mới về được là chư đồng đạo. Rồi bây giờ cái đó là cái ý hai. Bây giờ ý ba là đối với cái người tín đồ Phật giáo hảo mà cái câu thứ hai Đức Thầy nói rằng là
tu thân thiện tính ráng chuyên cần lục tự Di Đà giữ tứ ân. Mà nếu cái người tu hiện giờ đang bị là mang cái ân, một là ân tổ tiên cha mẹ, hai là ân đất nước, ba là ân tam bảo, bốn là ân đồng bào và nhân loại. Mà nếu cái người tu mà không đền ơn cho ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại thì cái người tu này cũng không giải thoát được dầu niệm Phật cỡ nào. Thấy không? Do vậy mà ở đây nói về vấn đề là tứ ân, Đức Thầy dạy phiên những kẻ ngổ ngang biết câu lục tự dình đàn tứ ân. Đó là tứ ân là phải dình đàn tứ ân, nếu mà biết lục tự rồi. Rồi chút nữa tôi sẽ giải trình vấn đề lục tự. Rồi là còn cái 10 điều ác Đức Thầy dạy chúng ta thì tôi đã trình bày vừa rồi. Vậy thì tứ ân này chúng ta cần phải thực hiện là ba ý. Bởi vì tu nó sơ thêm nữa đó, nghĩa là người tu hành mà chúng ta không hiếu thảo với cha mẹ ông bà thì cái người này niệm Phật cũng không thành công. Cái thứ hai, cái người mà ở trong đất nước Việt Nam chúng ta là con hồng cháu lạc, mà chúng ta chống đối với đất nước Việt Nam chúng ta đi ngược với cái con hồng cháu lạc, là như vậy thì chúng ta là cũng niệm Phật cũng không thành công. Cái thứ ba, cái người tín đồ Phật giáo hảo thì tất nhiên là chúng ta phải nhờ ơn Tam Bảo, là Phật Pháp Tăng, nhờ Đức Thầy đã chỉ dạy những cái pháp môn, những cái hành đạo là ngày Phật mà được giảng sanh, muốn được giải thoát về Phật thì chúng ta còn lục căn, cái thân này lục căn là nó còn mê nhiễm lục trần thì chúng ta cũng niệm Phật cũng không được giảng sanh. Cho nên cái thân này chúng ta cần phải nắm chắc được là bốn điều quan trọng. Đối người tín đồ Phật giáo hảo chúng ta cần phải biết lục căn nó ưa nhiễm lục trần, nó mê nhiễm lục trần, nó thích nó là lục trần. Như vậy thì tất nhiên Đức Thầy đã kết luận là mắt ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao. Như vậy thì đã là ưa rồi, ưa thế gian rồi thì không thể về Phật được, không thể giảng sanh được, phải không? Nhãn thấy sắc thường ai bận biểu, tai ưa nghe những điều âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa miệng mùi êm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xạ hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến, thân ham sướng muốn tiền của đến đặng ăn xài cho quỷ tâm tình, ý thì ưa sửa sắc thôi soi hình, do chức phận cho cao cho quý, sao đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau giết nó cho rồi, nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát. Vậy thì muốn giải thoát, muốn giảng sanh, muốn về Phật thì nhất định là bốn điều mà chúng ta tu thân này mà Đức Thầy đã dạy, mà tôi đã giới thiệu vừa qua. Kết luận ở cái câu này, chúng ta tu thân thiện tính ráng chuyên cần, thì chuyên cần là cần mẫn siêng năng phải thực hành giữ bốn điều quan trọng. Một là tôi cùng quý vị nhớ là giữ tam điều đăng cấm là giới luật. Hai là chúng ta phải là trừ thập ác không cho phạm. Ba là chúng ta phải giữ tứ ân. Bốn là chúng ta phải diệt trừ lục căn đừng nhiễm lục trần. Bốn điều này chúng ta đã giải quyết xong rồi, tu thân này rồi thì cái câu thứ hai niệm Phật được giảng sanh, niệm Phật được giải thoát, niệm Phật được đắc đạo là ở cái chỗ mà tu thân này. Bây giờ tiếp tục câu hai. Như vậy thì câu hai tu thân thiện tính rất tự Di Đà giữ tứ ân. Hồi nãy mình nói tứ ân ở trong phần trước rồi thì bây giờ lục tự Di Đà. Còn cái vấn đề danh từ lục tự Di Đà. Lục tự là sao chữ, Di Đà là danh hiệu của Phật ở Di Đà. Vậy thì bây giờ lục tự là Đức Thầy giải, người tín đồ Phật giáo hảo phải niệm lục tự là Nam Mô A Di Đà Phật, đó gọi là lục tự. Chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình, hay là Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ đi đứng nằm ngồi tưởng niệm chớ quên không đợi gì thời khắc. Đó, xưa nay sáu chữ lạnh tanh cũng là sáu chữ. Ít ai chịu khó niệm sành thử coi, ít ai chịu khó niệm sành thử coi, trì tâm thì quá ít thôi. Bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào, rạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn ra. Thấy chưa? Vậy thì bây giờ tôi nói phớt qua chút xíu về vấn đề. Hồi xưa thì tất cả bên đạo Phật niệm có bốn chữ à, A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật. Nhưng mà bốn chữ thì cái thời xưa thì đúng rồi, nhưng mà thời nay Đức Thầy canh tân giáo điều lại là cần phải thêm hai chữ nữa là sáu chữ. Nó giống như là cái tổng đài điện thoại á, cái tổng đài điện thoại đó hồi xưa
Thí dụ nha, tôi thí dụ thôi. Hồi xưa thì niệm là phải đi đúng là 10 con số là đi thẳng về tổng đài. Nhưng mà bây giờ đi thẳng 10 con số không được, mà phải đi 11 con số mới đi thẳng vào tổng đài. Vậy thì tổng đài hồi xưa là có là 4 chữ, nhưng mà tổng đài A Di Đà hôm nay là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu chúng ta đúng 6 chữ là đi thẳng vào tổng đài, mà nếu niệm 4 chữ coi chừng đi không thẳng vào tổng đài, thì tất nhiên tổng đài là không nhận đó nghe chưa đồng đạo. Kính thưa quý vị, đây là tôi nói qua vấn đề 6 chữ. Rồi bây giờ niệm Phật mà muốn giảng sanh phải làm sao? Trước nhất là tôi cùng quý vị sẽ biết được cái giảng sanh cõi tịnh độ có mấy cõi mới được, mấy cõi. Tôi xin giới thiệu, nếu mà nói theo là kinh đó, trong kinh Phật Học Phổ Thông đó, ông Thích Thiện Hoa đó, ông giới thiệu là 4 cõi: thường tịch quang tịnh độ, thân báo trang nghiêm tịnh độ, phương tiện hữu dư tịnh độ và phàm tánh đồng cư tịnh độ, là 4 cõi. Nhưng mà hôm nay đối với tín đồ Phật giáo hảo, chúng tôi đã nghiên cứu và kỹ lưỡng ở trong kinh Phật và Đức Thầy, thì vậy bên này có 3 cõi tịnh độ mà thôi. Bây giờ 3 cõi tịnh độ như thế nào? Một là cõi tịnh độ của Phật A Di Đà đã và đang thiết lập ở hướng Tây, cách đây 10 muôn ức Phật độ, và ngài thệ nguyện 48 lời đại nguyện để độ rộng cho tất cả chúng sinh, vì chúng sinh ở thời kỳ này nó còn mê, còn nhiễm thời kỳ hỗn loạn mạt pháp, cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni mới giới thiệu là có cái cảnh giới Phật A Di Đà, đặng chúng sanh thời kỳ này dễ tu, đó là hành đúng 6 chữ Di Đà là đạt được rồi. Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn là lần bước phô trương độ chúng, ngài bèn xét ở trong Phật chủng các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Rồi Đức Phật mới nói là lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh, nếu như ai có chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, vậy thì Đức Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu cho ông Ma Ha, trưởng lão Ma Ha Ca Diếp, về là trưởng lão Xá Lợi Phất, về cái pháp môn tịnh độ này. Thôi bây giờ trở lại tôi nói qua vấn đề cái mục hai. Mục thứ nhất nó kỹ lại là cảnh giới tịnh độ của Phật A Di Đà ngài thiết lập ra. Tịnh độ thứ hai trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã cũng giới thiệu luôn là sau này thời kỳ hỗn loạn mạt pháp này là ông Phật Di Lặc đã lập lên cái cảnh giới tịnh độ cực lạc ở thế gian của mình đây. Đây là cảnh tịnh độ thứ hai mà Phật Di Lặc chuẩn bị để lập cái cảnh giới tịnh độ cực lạc. Bây giờ tôi định nghĩa danh từ này để đồng đạo chúng ta hiểu thêm. Tịnh độ là tịnh là yên lặng, độ là quốc độ, hay là độ là thổ, tịnh độ là đất tịnh độ, hay là cảnh giới tịnh độ mà Đức Phật A Di Đà hoặc là Đức Phật Di Lặc đã lập cảnh giới tịnh độ này. Cực lạc là gì? Cực là cực kỳ quý báu, mà lạc là vui. Cái cảnh tịnh độ này nó quý báu vô cùng, mà nó rất là vui, và không có cái ta bà nào mà nói rằng thế gian này mà bằng. Đó là cảnh Di Đà của Đức Phật, là cái cảnh thứ hai, là cảnh của Đức Phật Di Lặc. Rồi bây giờ tới cảnh thứ ba là ai? Cảnh thứ ba gọi là Di Tâm Tịnh Độ, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có cái tâm Phật, tất cả chúng sanh đều có cái tịnh cảnh đó là giới tịnh độ. Nhưng mà có một điều chúng sanh khai mở không được, mà phải nhờ Đức Phật A Di Đà, phải nhờ Đức Thích Ca Mâu Ni, phải nhờ Đức Phật Thầy Tai An hay Đức Thầy chúng ta, ngài khai thị cho chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy được tịnh độ của chính mình. Đó. Bởi vì tại sao? Là Phật tức tâm, tâm tức Phật. Là khi xưa thì cái ông mà ông vua nước Việt Nam chúng ta đó, ông nói cái danh từ này để chúng ta để kinh nghiệm đó, coi như là nhất tâm là tịnh độ. Bất cứ chúng sanh nào nhất tâm là một cái tâm
mà một tâm gì mới thành ra tịnh độ. Tôi giới thiệu luôn để chúng ta nghe kỹ nghe. Cái tâm này là tâm thiện, cái tâm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cái tâm này là cái tâm chánh, cái tâm này là tâm giác. Cái tâm này là cái tâm trong sạch, thì đó là tịnh độ, đó chưa đồng đạo. Đó. Cho nên dũng đắc tịnh độ tướng đương tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Nghĩa là người muốn về cõi tịnh độ trước hết tâm bình tĩnh. Mà tâm bình tĩnh tức là cảnh giới tịnh độ ở tại tâm mình. Nếu mà mình tịnh độ, mình đã vắng lặng, mình đã thấy được tịnh độ của mình rồi, thì mình sẽ thấy được tịnh độ của Phật Di Lặc, thấy được cái cảnh tịnh độ của Phật A Di Đà. Cho nên hôm nay Đức Thầy đã giới thiệu rõ ràng, Phật tại tâm chắc có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi, phải không? Rồi bây giờ câu thứ hai, Đức Thầy nói nhàn thanh tìm kiếm, kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa hay ráng thầm. Ông Phật cũ là ai? Là ông Phật cũ là cái ông Phật này hồi đời vô thủy tới nay. Ông Phật này ông chìm đắm ở trong vô minh, từ vô thủy đến nay, cho nên là Phật cũ. Ngày xưa hãy ráng tầm là tìm cái ông Phật này đi, nhành lá xum xê màu đượm vẽ non thần biến rồi hết trường lắm. Rồi câu thứ ba, Đức Thầy nói thêm, đường đạo lý cho nên chán nản hãy bền lòng tìm Phật trong tâm. Tìm ở đây mới được Phật. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm mà nãy mình giới thiệu, phải tìm kiếm ở trong não trí, là ở trong tâm mình đã có rồi. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, cho nên vì vậy mà ông Phật tại tâm của mình không đi tìm, tìm ông Phật của người ta. Bây giờ thay vì ở đây là cái ông ở bên nước Tây Tạng đó, là cái ông thầy của ổng là đắc đạo rồi, ngộ đạo được rồi, ổng mới biết nước Việt Nam chúng ta hồi lúc Đức Thầy còn đó, nó là nước Việt Nam có Phật ra đời. Mà cái ông Phật này ổng ra đời rồi đó, bây giờ ai mà muốn đi tìm Phật thì qua bên nước Việt Nam là tìm. Kính thưa quý vị, lúc bây giờ thì cái ông bên nước Tây Tạng ông qua để đi tìm Phật. Lúc đó thì ông Hương Bổ ở Sài Gòn với Đức Thầy. Chẳng dạng Đức Thầy mới nói thôi, ông Hương Bổ mặc áo vô, tôi với ông cùng đi đằng này chút. Là ông Hương Bổ nói trạng ở tối rồi đi vậy thầy. Nói không, tôi kêu ông đi. Rồi ông phải đi, mặc áo vô rồi đi. Lộ bộ là đằng kia cũng không xa, thì tới cái chùa, trong đó thì có cái ông Từ, là hai nữa, ông ở nước Tây Tạng qua rồi. Rồi Đức Thầy biết được chuyện này là tới cửa rồi, thì Đức Thầy mới lấy cái khăn bu sa mà tràn phần cổ rồi. Rồi tiếp tục ngày vô, vô đó thì là giữa cái ông Từ và Đức Thầy ngồi ngang nhau. Còn cái ông là Hương Bộ Thạnh với cái ông là ở nước Tây Tạng đó, ngồi gần với nhau, hai người đang nói chuyện. Mình muốn nói ngay trong cái chỗ ông Hương Bộ Thạnh và cái ông Đức Tây Tạng. Và ông Hương Bộ Thạnh ông hỏi vậy chứ, sư huynh vậy chứ, ở đâu mà đến đây vậy? Ông mới giới thiệu tôi là ở nước Tây Tạng qua. Ủa, vậy thì ông ở nước Tây Tạng là ở gần Ấn Độ, vậy là cũng xa rồi. Vậy ông qua đây có chuyện chi không? Nó tôi qua đây là vì ông thầy tôi á, ông cho biết rằng là ở nước Việt Nam hiện giờ có Phật ra đời. Là ông nó muốn đi tìm Phật thì qua ở nước Việt Nam tìm, cho nên tôi mới đi qua đây. Rồi ông Hương Bộ Thạnh nó nói như vậy thì người nào cũng người, rồi người nào cũng khuyên đạo tu hành rồi kia, rồi người nào cũng linh thính rồi biết ông nào là Phật, ông nào là không. Ông nói giới thiệu nó là ông thầy của tôi đó, là ông nói rằng là ông á đi qua bển đó, cái ông nào mà khuyên người ta tu hành, ông có cái sự mầu nhiệm và cần cổ có ba ngắn, và chính đó là ông Phật đó. Thì lúc bây giờ ông Hương Bộ Thạnh ý muốn giới thiệu thầy tôi là cần cổ ba ngắn, nhưng mà Đức Thầy lấy ngón giò cái quèo ý không cho nói. Nhưng mà không cho nói không phải là Đức Thầy ích kỷ, mà Đức Thầy muốn làm một cái bài học cho tín đồ chúng ta nương vào đây mà tu hành. Vậy thì bây giờ Đức Thầy tuy như vậy chứ thật ra Ngài đã độ cho ông là thấy Đức Thầy là ông đã thỏa mãn rồi. Nói tóm lại khi mà giải toán rồi thì tất cả ai cũng về nấy. Thì ông, cái ông mà ở bên nước Tây Tạng là tự nhiên ổng nó vui vẻ, ổng thoải mái rồi, ổng đi về không còn đi tìm Phật nữa. Tại sao? Là vì tâm ông và tâm của Đức Thầy là đồng hóa với nhau, thành ra Đức Thầy cho ông thấy thấy Phật ở trong tâm của ông, cho nên ông cho vui vẻ, ông là thoải mái, vừa bụng rồi ông tự nhiên ông đi về. Kết luận câu chuyện để cho biết rằng vậy thì Đức Thầy không phải là Ngài ích kỷ mà không cho thấy, là tại vì cái ông nước Tây Tạng là ông tu hình tướng, ông muốn đi tìm ông Phật hình tướng, cho nên vì vậy mà thấy Phật mà cũng chẳng thấy,
Tại sao? Là vì Đức Thầy muốn nhắc là ông phải tìm ông Phật của chính mình, tức là ông Phật của ông đi tìm. Mà ông đi tìm qua tới bên đây thì tất nhiên không phải là chân lý. Đó. Vì cái câu hồi nãy Đức Thầy nói là Phật tại tâm chứ có đâu xa, mà đi tìm kiếm ở trên non núi hay là từ ở bên Tây Tây Tạng qua nước Việt Nam mà đi tìm kiếm ở nước Việt Nam làm gì, phải không? Cho nên ông muốn tu để thấy Phật thì phải thấy ông Phật của mình là chính xác. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, ở đây là tôi giới thiệu qua đại nét về vấn đề là ba cảnh giới là cõi tịnh độ cực lạc mà chúng ta phải nắm cho rõ để rồi chúng ta tu. Nhưng mà hai cái phần mà cảnh giới tịnh độ của Phật A Di Đà, cảnh giới tịnh độ của Phật Di Lặc, đây là cái phương tiện hình tướng thôi để chúng ta nương vào. Khi mà chúng ta đạt đến mục đích thì chúng ta phải thấy ông Phật của mình, tức là khi mê nhờ thầy độ, khi ngộ rồi thì tự độ lấy mình. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, vì vậy mà hôm nay tôi muốn trình bày đại cương để cho chúng ta nắm bắt thấy cái ông Phật chỗ nào là chính, ông Phật nào là phụ, ông Phật nào là tướng, ông Phật nào trở về tâm, để chúng ta đi đúng đường lối, chúng ta tu mới giải thoát được nghe chư đồng đạo. Để chúng ta làm coi như là ông Phật, cái ông nước Tây Tạng qua đi tìm Phật ở nước Việt Nam mình, ông cũng bị lầm. Ông lầm chỗ nào? Là ông đi tìm ông Phật hình tướng, cho nên ông lầm ở chân lý này. Rồi bây giờ tiếp tục nói qua là lục tự sáu chữ A Di Đà. Như vậy thì lục tự sáu chữ A Di Đà, bây giờ tôi giới thiệu Đức Thầy dạy chúng ta phải niệm Phật như thế nào làm mục đích cái vấn đề pháp môn tịnh độ này. Căn cứ theo nhà Phật thì dạy niệm Phật như thế nào? Căn cứ theo giáo lý Đức Thầy dạy niệm Phật như thế nào? Nếu căn cứ theo nhà Phật thì dạy một là trì danh niệm Phật, hai là tham cứu niệm Phật, ba là quán tưởng niệm Phật, bốn là thật tướng niệm Phật. Đây là bốn phương pháp mà trong kinh Phật đã dạy. Bây giờ tôi giải đại cương. Một là trì danh niệm Phật. Trì danh là gìn giữ danh hiệu của Phật A Di Đà mà niệm Phật. Vậy thì cái trì danh này là đi đứng nằm ngồi đều tưởng nhớ hết. Đó là trì danh niệm Phật. Tham cứu niệm Phật tức là tham khảo nghiên cứu coi pháp môn niệm Phật mình niệm như thế nào hình tướng, niệm như thế nào và vô tướng, niệm như thế nào đạt đến mục đích là phải tham khảo, là phải tìm hiểu cái vấn đề là tham cứu niệm Phật. Rồi quán tưởng niệm Phật là quán tưởng. Quán tưởng là gì? Bởi vì cái quán tưởng, bây giờ trước hết là nói quán tưởng đi. Quán tưởng niệm Phật có nghĩa là ban đầu chúng ta cũng vương bận cái phương tiện hình tướng Phật A Di Đà trước mặt mình, hình Phật A Di Đà bằng giấy trước mặt mình. Mình ngồi mình niệm Phật để mình nhờ cái hình tướng này để trong tâm mình nó không còn phóng khởi, không còn là mê nhiễm, không còn mình động tâm chuyện bên ngoài, để mình quay vào ở trong cái tượng Phật, quay vào ở trong cái hình tượng của bằng giấy của Phật, để chúng ta quay trở về tâm. Như vậy thì tất nhiên gọi là quán tượng. Còn quán tưởng là gì? Không có hình giấy, không có tượng, tượng Phật bằng xi măng, bằng cốt, nhưng mà không có gì hết, nhưng mà ngồi mình tưởng như là có Phật bằng giấy hoặc có là Phật bằng hình tượng, để chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật đăng chi là mình đi còn sợ, đi còn đi mà sợ, cũng như người ta đi mà ban đêm mà sợ ma thì phải có người giữ, phải có người đi theo. Cũng như mình đang ngồi niệm Phật một mình nhưng mà tưởng Đức Phật kế bên rồi mình cũng không có sợ ma, ý nó vậy. Cho nên cái này là phương tiện để trợ duyên cho chúng ta trong lúc mà chúng ta niệm Phật là chúng ta còn sợ sệt. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, như vậy thì quán tưởng, rồi trì danh, rồi tham cứu, quán tưởng rồi tới quán tưởng là bốn điều tôi đã trình bày vừa qua. Thôi giờ trở lại giáo lý Đức Thầy dạy thế nào. Đức Thầy dạy có hai cách thôi. Một là khi cúng lại xong rồi mình ngồi bán già niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật tùy theo sức của mình, hoặc là đọc bài Tây Phương Phổ Độ. Niệm Phật thì phải niệm thầm ở trong tâm. Đó. Vậy thì bây giờ cái pháp môn niệm Phật này, tuy rằng ở trong một cái bài này thì Đức Thầy kêu mình phải niệm Phật trong tâm, nhưng có chỗ khác thì Ngài kêu niệm Phật. Niệm Phật là niệm, hay là miệng niệm, tâm niệm, tưởng niệm, và là niệm ra tiếng, coi như là tùy theo trường hợp mà chúng ta niệm, chứ không phải là nhất thiết ở ngay trong chỗ niệm thầm không. Tại sao mình niệm Phật á là bằng miệng? Nam mô
miệng niệm hàng ngày, Đức Thầy dạy mình miệng niệm đàng hoàng, lánh lời vua Mỹ học rài kệ kinh, thấy không? Rồi bây giờ nam mô niệm, nam mô miệng niệm lòng lành, cũng miệng niệm nữa, mà lòng phải lành đó, lòng phải không phạm ác. Rồi bây giờ mình niệm ra tiếng sao? Bây giờ niệm ra tiếng thì Đức Thầy dạy đó là nếu mà chúng ta khi mà niệm ra tiếng, thí dụ như là có trường hợp niệm Phật mà ở hai bên người ta là xả cái mà nhạc sống quét ngập phùng phùng ở xung quanh, thì chúng ta phải niệm lớn tiếng lên để cho nó đừng có lấp cái đài phát thanh của mình đó. Như vậy thì mình cần phải niệm thật lớn tiếng. Rồi cái thứ hai, khi mà mình niệm Phật mà nó buồn ngủ, nó gục gặt hoài, thì niệm lớn lên hoặc niệm ra tiếng để chi, đặng cho nó đừng có buồn ngủ. Vậy thì bây giờ niệm thì theo cách gặp tai nạn xảy ra thì người đó phải niệm lớn tiếng để chúng ta kêu Phật nhanh chóng để độ cho mình, thí dụ vậy. Như vậy thì tất nhiên là tùy theo trường hợp mà chúng ta niệm, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta khép vào một chỗ được, là Phật pháp bất định pháp, giáo pháp không định một chỗ, mà tùy duyên, tùy trường hợp, tùy theo hoàn cảnh, tùy chỗ ở mà chúng ta niệm Phật. Đó, kính thưa toàn thể chư đồng đạo, như vậy thì ở đó là tôi nói đại cương vấn đề là niệm Phật. Nhưng mà cái thứ hai là Đức Thầy dạy là niệm Phật trong bốn tướng quay nghi, là đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm. Nhưng trong bốn tướng quay nghi thì trong đó có là niệm Phật là đi niệm, đứng niệm, ngồi niệm, là ngồi niệm tức là mình sáng cúng chiều cúng rồi mình ngồi niệm là ở chỗ này. Đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm hết. Cho nên trong bốn tướng quay nghi này là mục đích là chúng ta niệm để chi? Niệm để bổ túc trong cái thời gian mà chúng ta niệm nó còn bị động, bị mê, nó bị giọng rồi đó, vân vân. Thì Đức Thầy là dạy đêm ngày tưởng Phật cho thường, hãy ráng lo lường, kim chỉ là đây. Kim chỉ là gì? Là chắc mót. Nghĩa là bây giờ mình sáng cúng niệm Phật, chiều cúng ngồi niệm Phật rồi, nhưng mà bây giờ mình chắc mót đi, đứng, nằm, ngồi mình niệm thêm để cho mình diệt cái vọng tâm. Cái vọng tâm của mình nếu đi ra ngoài mình không niệm Phật thì bắt đầu mình niệm cái tâm duyên ý mã, là cái tâm mình nó gặp cái gì nó duyên theo cái đó. Rồi bây giờ mình nó gặp cái đó mình không duyên theo cái đó, danh lợi tình tài sắc mình không duyên, mà Nam Mô A Di Đà Phật cho nó duyên trở về sau chữ A Di Đà. Thành ra cái chuyện này cũng rất là tốt. Chứ có người ta nói rằng mình đang chạy xe mà niệm Phật cái gì, niệm Phật nó không nhất tâm. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, chạy xe niệm Phật là để chi? Để nó dòm thấy sắc đẹp, nó danh lợi tình tài sắc ở bên ngoài, rồi bắt đầu nó chú ý vô đó, nó tai hại hơn cái chỗ mà mình lái mà A Di Đà Phật trong tâm rồi, là nó ngon hơn cái chỗ mà mình thấy những cái danh, cái lợi, cái tình, cái tài, cái sắc rồi mình cứ chú vô đó rồi nó coi chừng là bị tai nạn giao thông, phải không? Thành thử ra cái vấn đề đi, đứng, nằm, ngồi chúng ta tùy theo trường hợp mà chúng ta dùng. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, vậy thì vừa qua tôi nói qua về vấn đề là sáu chữ Di Đà, là chúng ta niệm muốn thành công, niệm Phật muốn thành công thì chúng ta phải tu sửa cái thân mà bốn điều tôi đã giới thiệu đó. Rồi kế tiếp nữa chúng ta phải cộng thêm chút nữa, niệm Phật là phải có tính nguyện hành. Tính là tin, nguyện là thể nguyện, hành là phải làm theo sáu chữ A Di Đà này, tính nguyện hành. Đức Thầy nói cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Đó là niệm Phật phải có tính nguyện hành. Thứ hai, hồi nãy tôi đã nói niệm Phật là phải giữ tứ hành. Thứ ba là niệm Phật là phải là trừ thập ác. Thứ tư là chúng ta niệm Phật nhất tâm để diệt từ cái tâm vọng và phát khai trí huệ. Cái niệm Phật này là niệm Phật hơi cao đó, bởi vì cái tâm của chúng sinh thì cái tâm vọng, cái tâm là diễn lự, cái tâm mà nó nghĩ, nó thấy cái gì là nó duyên theo đó, nó thấy cái gì nó mê theo cái đó. Cho nên vì vậy mà niệm Phật để diệt trừ cái vọng tâm đó, niệm Phật là để diệt trừ cái vọng niệm của chúng sanh. Vì trong tâm của chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt, về diệt thế trần không cho khỏi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mở tám mở ám. Nên tay nay hãy thành tâm niệm Phật, niệm được một tiếng Phật thì ác lìa được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh. Cho đến khi nhất tâm bất loạn thì chừng ấy vọng niệm của chúng sanh đã dứt, thì lòng ham muốn và các tình dục đâu còn nảy sanh ra được.
Cho nên niệm Phật là để diệt vọng tâm, hầu phát khai trí huệ, nhờ nó mà định tâm. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, rồi niệm Phật đi đến chỗ bản lai thanh tịnh là sao? Vì tất cả chúng sinh ai cũng có cái bản lai thanh tịnh, mà cái bản lai đó là tâm Phật, là chủ nhân ông. Cái bản lai này Đức Phật cũng có, mình cũng có. À, nhưng mà niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của chư Phật, để lòng mình nương theo đó mà thanh tịnh, chẳng còn trược nhiễm trần ai. À, cho nên nếu mà niệm chừng nào nó không còn trược nhiễm trần ai thì chúng ta đã phát khai trí huệ rồi. Đó, vậy thì bây giờ không tâm trần thế duy tâm Phật, môn pháp tịnh thiền bổn pháp siêu. Vậy thì tâm mà không có mê trần thế là siêu thoát, là giải thoát rồi. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, cho nên vì vậy mà bây giờ tôi nói đại cương thôi, chứ bây giờ nói hoài không hết đó chứ đồng đạo, phải không? Thôi bây giờ kết luận đó đi. Qua hai câu giảng này, tu thân thiện tính ráng chưa cần, lục tự di đà giữ tứ ân. Vậy thì bây giờ nội hàm của Đức Thầy dạy cái hai câu này, một là chúng ta hành trì pháp môn tịnh độ. Mà nếu hành trì pháp môn tịnh độ thì phải tu sửa cái thân. Vì cái thân này nó tạo những cái nghiệp dữ, nghiệp ác, nghiệp tội lỗi, bị luân hồi sanh tử. Cho nên nếu mà không có bảo vệ vấn đề tu sửa cái thân thì niệm Phật không bao giờ đạt. Do đó mà bây giờ muốn niệm Phật cho đạt thì cái câu thứ hai là phải giữ tứ ân. Rồi cái nữa là hồi nãy tôi giới thiệu là cần phải giữ giới luật. Niệm Phật cần phải giữ giới luật, phải giữ tứ ân, rồi phải là tránh 10 điều ác, và đồng thời lục căn không nhiễm lục trần. Nhất định là chúng ta nắm bao nhiêu đó thôi, chúng ta hành pháp trì pháp môn tịnh độ là thành công viên mãn. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, vậy thì đến đây xin tạm dứt lời. Ngài kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.